Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một cái bộ dàn mini của hãng Panasonic. Nó có mã model là Panasonic SA-BM35MD. Bộ này hàng bãi nội địa Nhật, sử dụng điện 100V, công suất tiêu thụ điện là 53W, công suất của cặp loa là 45W một cái, cả cặp là 90W. Dòng loa của hãng Bana, chuyên về là dòng BY của hãng Bana nha. Dòng chỉ có hãng Bana nó hay làm loa hai cầu thôi, BY. Con này sản xuất vào năm 2000 tại Malaysia, made in Malaysia. Bộ này thì nó chơi được đĩa CD AUX Line thì nó có hai cổng kết nối đầu vào thiết bị ngoại vi nha. Như em đang kết nối hai thiết bị, một cái là máy nghe nhạc Sony Walkman, một cái là máy iPhone 4, kết nối một cái là cắm đây BMD, cổng BMD nha, một cái là cổng line sau lưng ha. Màn hình nó bị đốm nhẹ một tí, đốm nhẹ vẫn thấy nha, nói chung vẫn thấy, nhìn vẫn thấy, đèn nước vẫn đánh nó bình thường ha. Em đang test cổng AUX 1 là cổng AUX 1 là cổng mặt sau nha, sau lưng ha. Con này thì nó chơi như em nói vừa nói là nó chơi được đĩa CD MD là không đọc nha, mắt không đọc, kết nối hai đầu vào line BMD radio AM FM ở tần số 90MHz nên nó không bắt được sóng đài Việt Nam ha. Rồi, toàn bộ là mặt màu xanh, lưới nhựa màu xanh luôn, nó ghi chữ BY đây, bên này Sonic BY Super, là nó kèm thêm sub ở trong luôn, màn hình ố nhẹ, nói chung vẫn nhìn thấy, không ảnh hưởng gì hết. Sau đây em test tiếp chức năng AUX nha. Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Nghe nôn nao như chiều 30 Tết, bếp than hồng mẹ nấu bánh trưng xanh. Lời dân ca như phù sa con sông, hương quê hương thương dường cao luôn cao. Câu dân ca giao thừa nghe thương nhớ, có mùa xuân đến từ quê nhà. Hát được đi em bài hát dân ca, câu dân ca mang tình xuân bao la. Câu dân ca cho mùa xuân nở hoa, cho xuân về từ khúc hát dân ca. Ai mang xuân từ thứ hồng qua thắm, em mang xuân từ một nơi ca. Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Em test tiếp đường BMD, đường line 2 nha. Rút cái máy ra nha. Con gái xuân vời vời,
ngăn ngăn chưa đầy vui. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, chiều chiều lên những đôi hoa xinh. Đây điện chữ BMD ha. BMD là cổng kết nối trên này. Hai cổng đầu vào, các bác có thể vừa kết nối TV vừa kết nối điện thoại, máy tính hoặc là TV điện thoại gì đó, nó hai đường vào cũng rất tiện lợi. Sợ khi mình không về thì thương người vợ bé bỗng chiều không chết người chết với lừa mà chết người em. Vâng, em test xong hai cổng line đầu vào. Bộ này thì loa của nó là loa tích hợp chung, loa chung và loa chép ha. Loa chung và loa chép nó nằm trên này luôn nên nó ra âm thanh các giải đều luôn nha. Thằng này là loa bass BY Super ha. Thằng này là loa chung nè. Nó tích hợp ở trên cặp loa là tích hợp đầy đủ luôn. Rồi, loa như em nói vậy ha. Thằng này thì màn hình lỗi đốm nhẹ ha. Và cái núm volume này bị lai. Núm volume của nó núm xi nhựa xi inox. Nó giống màu bạc vậy luôn nè. Màu inox trắng bạc vậy luôn nè. Nhưng mà không có em gắn cái núm volume này vô ha. Vẫn vẫn tốt nha các bác. Đó, nói chung nhìn cũng thích hợp ha. Nó lại cái này thôi, còn mọi thứ ok hết. Rồi, bây giờ test phần CD nha. CD thường đi đó đây buồn đến in sâu xanh lửa thôn nó đôi mắt chân nghe lạ từng khu chiến thuật áo trường xa không ấm gió phương xa nhìn đêm vắng nhà mây mù che núi cao rừng sương che lối vào đồng ruộng mong manh nước đêm đêm nằm đường ngăn bước thù áo nhà bình thường linh linh thương quê vì đời mà đi gió linh đó giặc về làm phân xanh cây lá lấy me gió mưa mùa tây ninh nắng nung người chân đĩa loang máu tươi đồng tháp văng bóng hồng tôi yêu ai ân tình theo gót chân bốn vùng mang lửa lên bừng bừng quân của vạn người thân thương linh linh thương.
chiều nhìn ra đầu ngõ rưng rưng niềm thương nhớ sáng xinh xinh một người được nghỉ năm ngày phép mất hai hôm làm quen em mới cho mình biết tên cuộc đời kinh chiến quanh năm với bưng điên thì gót liếu mong manh làm sao bước xong hành anh chị em ngại gió lay nụ tâm xuân vừa hè. Vâng, như vậy là em đã test xong các chức năng chính của máy. Bộ này chạy tốt hết trừ đĩa MD. Rồi, vâng. Em cảm ơn các bác cũng đã xem video clip của em. Xin chào các bác và hẹn gặp lại.